Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà sân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán có cái giá bán chỉ từ 600 triệu đồng trở lên và có sổ đỏ chính chủ. Tất cả các dự án của bên em đều đã có giấy tờ pháp lý, sổ đỏ đầy đủ. Hôm nay em và anh đang đứng trước một cái dự án mới của bên công ty em, vị trí là ở Hà Chỉ 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và hiện tại em đang đứng trước đây vị trí của ngôi nhà mọi người nhé. Ngõ trước nhà là 2,5 m và đặc biệt là cái vị trí của cái dự án này là ô tô đỗ ngay cạnh bên nhà thôi, cách khoảng tầm 10 m là ô tô đã có thể đỗ rồi. Thì hôm nay em đang đứng trước vị trí đây, cửa chính của ngôi nhà đây mọi người nhé. Căn nhà này là 30 m² và được thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Đây mọi người có thể nhìn qua ngõ một chút, ngõ trước nhà đây. Tất cả đều đã được lát gạch đỏ rất là sạch sẽ. Và đây là phía cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là sắt hộp, sơn tĩnh điện và lớp bên trong là cửa gỗ. Mọi người nhé. Cửa gỗ lim nhé mọi người. Hiện tại em đang đứng ở phía cửa phòng khách của ngôi nhà đây. Phòng khách của ngôi nhà như mọi người quan sát là đã được thiết kế cũng như là lắp đặt đầy đủ đèn led, trần thạch cao, sơn và gạch ốp lát đều đã được đầy đủ. Mọi người với cái căn nhà này thì mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Hướng nhà là hướng đông bắc và giá chào bán cái căn nhà này là 2,550 tỷ nha mọi người. Đây xin mời mọi người vào phía phòng bếp của cái căn nhà này. Đây ạ, đây chính là phía phòng bếp của căn nhà. Đây, mọi người có thể nhìn qua cái tủ bếp một chút nhé. Được lắp đặt tủ bếp rất là đẹp, sang trọng, màu trắng và cùng với tông màu nâu, rất là nổi bật. Đồng thời là đầy đủ về cái hệ thống vòi, chậu, rửa đều bằng chất liệu inox 304 hàng nhập khẩu Hàn Quốc mọi người nhé. Đây ạ, phía tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh và có đầy đủ vòi rửa cũng như là trong cái nhà vệ sinh này là có hệ thống máy bơm nước tổng lên cho toàn bộ ngôi nhà. Quanh vị trí căn nhà này thì là rất là tiện lợi. Cách chợ Hà Đông chỉ 700 m thôi. Cách chợ Hà Đông 700 m mọi người nhé. Cách viện 103 và viện K là 1,5 km. Và rất là gần chợ Hà Đông, gần trường học mầm non, tiểu học Lê Lợi. Mọi người ạ, xin mọi người tiến lên phía tầng 2 của căn nhà cùng em nhé. Đây như mọi người quan sát, cái tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ lim Nam Phi và cổ bậc cũng như mặt bậc là được lát đá hàng loại 1 màu đen granite. Xin mời mọi người tiến lên phía tầng 2 của căn nhà. Tầng 2 của căn nhà được thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng ngủ cùng em. Với lại cái thiết kế 30 m² thì phòng ngủ rất là rộng mọi người ạ. Đây, rất là rộng và đều được lát đá màu trắng tôn lên cho cái vẻ đẹp của cái phòng ngủ rất là sáng. Và có cửa sổ đều hướng ra bên ngoài để lấy ánh sáng tự nhiên cũng như là không khí vào trong ngôi nhà. Cửa thì đã được thiết kế hai lớp, với cái lớp ngoài là lớp cửa nhôm Việt Pháp và bên trong là cửa sắt tĩnh điện mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng ra phía nhà vệ sinh cùng em. Nhà vệ sinh tầng 2 đây ạ. Được thiết kế rất là chi tiết đầy đủ về bồn cầu, lavabo, gương và hệ thống sen tắm. Mọi người nhé, toàn bộ cái cửa của cửa thông phòng của cái ngôi nhà này là đều được làm bằng thiết bằng gỗ lim Nam Phi nha mọi người. Rất là chắc chắn, an toàn. Đây mọi người có thể nhìn ạ. Tiếp theo em Ánh xin mời mọi người lên phía tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2. Đây mọi người nhìn sơ qua nên phía cầu thang có cửa hướng ra phía bên ngoài, cửa sổ nho nhỏ hướng ra phía bên ngoài rất là mát. Đây, nhà vệ sinh của tầng 3 có trang trí về cái màu gạch cũng như là ốp gạch khác hơn so với tầng 2 một chút. Và phòng ngủ của tầng 3 cũng vậy mọi người nhé.
phòng ngủ của tầng 3 tương tự như tầng 2, rất là rộng, đầy đủ tất cả mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Đặc biệt là nếu như mà nhà ai có xe ô tô thì có thể để ngay bên cạnh nhà mọi người nhé. Xin mọi người lên phía tầng 4 cùng em. Tầng 4 của cái ngôi nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 và tầng 3, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây ạ, mọi người có thể quan sát. Như vậy là cái căn nhà này thì tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là được thiết kế tương tự giống nhau, đều là gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Tổng của cái căn nhà này là gồm có 3 phòng ngủ rất là rộng và 4 nhà vệ sinh mọi người nhé. Xin mọi người lên phía tầng 5 căn nhà cùng em. Tất cả các khu vực cạnh cầu thang đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây chính là phía tầng 5. Tầng 5 của ngôi nhà mọi người ạ. Thì đây là vị trí để máy giặt mọi người nhé. Đây chính là vị trí để máy giặt. Và ở tầng 5 là có giếng trời để lấy ô thoáng cho toàn bộ hệ thống cầu thang của căn nhà. Cho nên là khi ban ngày mà không bật điện thì cái khu vực cầu thang rất là sáng. Tiếp theo mời mọi người hướng vào phía đây, phía phòng ở tầng 5 đây. Tầng 5 này có một phòng mọi người nhé. Một phòng này là để phòng thờ mọi người ạ. Và em xin mời mọi người hướng ra phía bên ngoài. Đây chính là khu vực sân phơi của ngôi nhà, rất là đầy đủ. Em xin nhắc lại với mọi người chi tiết về cái căn nhà này nhé. Vị trí của căn nhà này là ở phường Hà Trì thuộc Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Và cách diện tích của ngôi nhà là 30m, xây dựng là 5 tầng, giá chào bán là 2 tỷ 550 triệu đồng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng và sổ đỏ chính chủ đầy đủ rồi. Hướng nhà là hướng Đông Bắc. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại.